Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Suy niệm: Người Kitô hữu chúng ta vừa long trọng khai mạc mùa chay thánh bằng cử hành thứ tư lễ tro và được kêu mời ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Thế mà hôm nay, qua đoạn tin mừng trên, Chúa Giêsu khi trả lời chất vấn của những người Do Thái đã làm cho chúng ta như bị việt vị. Tại sao môn đệ Chúa Giêsu không ăn chay? Chúa Giêsu làm cho chúng ta có vẻ chưng hửng và tự hỏi: Tôi ăn chay để làm gì? Chúa Giêsu không có ý tạo ra một hành động khác thường. Người biết ý nghĩa của việc người làm, người cũng dạy các môn đệ của người làm những gì mà họ hiểu. Không mù quáng làm theo, không a dua trào lưu. Quy chiếu vào thánh kinh từ Cựu Ước, nhiều bản văn từ sách các tiên tri cho chúng ta biết Thiên Chúa nhận mình là vị hôn phu, còn dân của người như là hôn thê. Tiệc cưới của vị hôn phu và vợ đã diễn tả niềm vui, và hôm nay khi ứng nghiệm lời kinh thánh, Chúa Giêsu chính là chàng rể thiên sai, còn các môn đệ như là những phù rể. Tất cả các hình ảnh quen thuộc này đối với dân Do Thái là một diễn tả về tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và dân của người. Trong sách Hô-sê, dân của Chúa có phản bội, người vợ có lăng loàn, thì vị hôn phu là Thiên Chúa vẫn cứ kiếm tìm cho người vợ ấy trở về. Chúa Giêsu liên tưởng hình ảnh này trong Cựu Ước nhằm cho những người chất vấn mình biết là thời của Mêsia đã đến và đang ở giữa dân của người. Đó là lý do mà môn đệ của Chúa Giêsu không cần phải ăn chay, bởi họ biết mầu nhiệm thiên sai đã được mặc khải cho họ chính lúc này và ngay ở đây. Trong suốt thời gian này, chúng ta sống tinh thần mùa chay, chúng ta vừa ăn chay để khai mạc mùa chay thánh. Ý nghĩa của việc ăn chay: hãm mình, cầu nguyện và làm việc bác ái. Chúng ta sống tinh thần mùa chay không phải để u sầu phiền não, nhưng buồn vì tội lỗi, vì muốn sám hối lỗi lầm. Chúng ta cũng sống niềm vui vì Thiên Chúa luôn dành sự thương yêu vô bờ của người cho con người. Hãy tin vào sự tha thứ và lòng thương xót của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn hiểu được ý nghĩa đích thực của mùa chay thánh, để chúng con sống và cử hành trọn vẹn theo ý muốn của giáo hội. Amen.